Em tên là Hương Giang, em chọn chuyên ngành vi sinh robot và hiện tại em đang học ở trường huấn luyện tranh nhân siêu Việt Nam. Dạ, đầu tiên là do em thấy cái môi trường của trường doanh nhân nó là tạo theo một mô hình quân đội thì em muốn thử sức mình vào môi trường kỷ luật và rèn cho mình có một cái kỷ luật bản thân. Và tiếp theo đó là em thấy triết lý của trường mình thì nó khá hay và nó rất là khác so với các trường đại học bên ngoài, thế nên là đây là lý do em chọn môi trường này. Lúc đầu thì mọi người, bố mẹ thì không tin vì sợ đây là cái trường gọi là không có tiếng ấy. Nhưng mà do em cũng tham khảo, với cả là do em cũng nghiên cứu và em cũng cho bố mẹ biết, thế là bố mẹ ủng hộ theo cái con đường của em. Trường Nhân Dân đã giúp em thay đổi là có thân kỷ luật và có tâm yêu thương. Về thân kỷ luật, trong vòng 4 năm thì là em đã kỷ luật hơn với bản thân. Em của thời điểm hiện tại đã có biết quan tâm bố mẹ hơn, biết hỏi thăm gia đình nhiều hơn. Còn trước kia thì em ví dụ là có đi chơi hay là đi sang nhà thì em kiểu thấy cái điều đấy là điều bình thường. Khi mà em vào đây thì em đã được cái thói quen đấy. Khi em học ở ngôi trường này thì em đã không ngại nói những lời yêu thương với bố mẹ. Và em hay thường xuyên nói với bố mẹ cái lời yêu thương. Trước khi mẹ đi vào trường thì mẹ có bảo là đây là con đường mà con đã chọn, thì dù có sướng hay có khổ hay là có vấp ngã thì con phải cố gắng vượt qua nó. Đến thời điểm hiện tại thì em thấy cái sự quyết định của em là đúng. Môi trường này đã giúp em trưởng thành hơn và đã biết chủ động trong công việc của mình. Em muốn bản thân em trong tương lai là một cô gái gan góc, bên ngoài mạnh mẽ, bên trong cũng được yếu đuối.